Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm và những nỗ lực đoạt chiếc ghế tổng bí thư từ tổng trọng trước thời hạn. Việc Bộ Công an của ông Tô Lâm liên tiếp bắt giữ các nhân vật trọng yếu trong hệ thống chính trị Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 không khỏi khiến giới quan sát nghi ngờ với tần suất khởi tố, bắt giam dày đặc, liên tục không ngừng nghỉ, hàng loạt các nhân vật tên tuổi là bí thư tỉnh ủy các tỉnh thành phố như Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hóa, Lê Đức Thọ ở Bến Tre, Trần Đức Quận ở Lâm Đồng và Nguyễn Nhân Chiến ở Bắc Ninh. Và đây là hình bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh vì nhận hối lộ. Đáng chú ý, đây là điều mà những nhân vật có liên quan mật thiết đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo giới thạo tin chỉ cần sử dụng một lập luận hết sức đơn giản rằng nếu không sự liên quan mật thiết đến Tổng Bí Thư thì thử hỏi những nhân vật vừa kể với tội trạng đầy mình trong nhiệm kỳ Đại hội 12 tại sao vẫn được ông Trọng cơ cấu vào danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo giới quan sát, việc ông Trọng không đón tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Steinmeier trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam mới đây đã khiến dư luận một lần nữa cho rằng phải chăng Tổng bí thư Trọng lại có vấn đề về sức khỏe và lại phải nhập viện lần nữa. Điều đó càng khiến cho công luận lo ngại rằng bộ công an của ông Tô Lâm có biểu hiện chủ vấn nhà gà vọc niêu tôm. Bắt, bắt nữa, bắt mãi. Mới nhất, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã bị bộ công an khởi tố bắt giam vì nhận hối lộ từ công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng công an Tô Lâm. Được biết, vụ bắt giữ ông Chiến xảy ra trong bối cảnh cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Vào thời điểm mà ông Chiến đã hạ cánh an toàn được hơn 3 năm. Có tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cựu bí thư Bắc Ninh, người kế nhiệm ông Nguyễn Nhân Chiến cũng đang đứng ngồi không yên. Nhất là bà Đào Hồng Lan có đóng góp rất lớn trong việc đưa ông Nguyễn Nhân Chính, con trai ông Nguyễn Nhân Chiến giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh vào năm mới 36 tuổi. Được biết, ông Nguyễn Nhân Chính tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, hệ tại chức, chuyên ngành cờ vua. Một điều đáng chú ý, theo giới quan sát, hàng loạt các vụ việc liên quan đến các vụ án của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị Bộ trưởng Công an tô Lâm cho lôi ra. Điều này cũng phù hợp với nhận định về khả năng vươn lên ngôi vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tác giả Lê Văn Đoàn nhận xét: Phạm Minh Chính bị sơ ri đòn bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu bà Trùm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Facebooker Hoàng Dũng Mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân cũng thấy rằng liên quan đến em Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, anh Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh không phải là người cuối cùng mà cuối cùng chắc vẫn là nhắm tới anh Phạm Minh Chính, ép anh phải về hưu không đòi ở lại làm trường hợp đặc biệt. VN Express nêu rõ trong vòng 2 năm qua, công ty AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về chỉ định thầu ở các tỉnh thành cụ thể vào cuối tháng 12 năm 2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Trước đó, các vụ án liên quan Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhà báo Mai Bá Kiếm viết trong giấy tờ rằng cụ bí thư Bắc Ninh giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau. Đồng thời nhận xét, bí thư Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến trước khi về hưu 3 năm đã bị mạng xã hội tố cáo là gia tộc trị, gồm 20 quan chức là vợ, con, dâu, rể, chú bác và anh em họ cùng bốn quan bên vợ ông Chiến tháng 2 năm 2017. Năm 2021, bí thư Nguyễn Nhân Chiến về hưu tưởng là đã hạ cánh an toàn ngày 24 tháng Giêng năm 2024, cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến bị bắt vì nhận hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giải oan cho mạng xã hội, không mắc tội, hạ thấp uy tín bí thư tỉnh. 7 năm trước, Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu đoàn gia tộc đi hiên ngang trên hoang lộ, thì giờ đây giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau. Hiện nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, trí tệ giảm sút và cũng đã hết giá trị sử dụng đối với Bắc Kinh. Do đó, những nỗ lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm như vừa kể, không ngoài mục đích để vươn tới chiếc ghế Tổng bí thư thay thế cho Tổng trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm và những nỗ lực đoạt chiếc ghế Tổng bí thư từ Tổng trọng trước thời hạn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên vô lý, thừa thải và lãng phí. Ngày 22 tháng Giêng, AFA tiếng Việt có bài Nhà giáo có cần thêm giấy chứng nhận nghề nghiệp khi đã có bằng sư phạm. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây đưa ý kiến quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. AFA dẫn truyền thông trong nước tường thuật lời ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo lý giải. Giấy chứng nhận nghề nghiệp giúp việc hành nghề của giáo viên thuận lợi hơn, tôn vinh nhà giáo và theo thông lệ nhiều ngành nghề khác. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời thầy giáo Ngọc Sơn ở Sài Gòn cho rằng Nói chung, một khi người ta được đào tạo qua trường cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm thì họ đã có đầy đủ chức năng dạy học. Bây giờ lại lập thêm một cái giấy phép con thì mình thấy nó vô lý vô cùng. Điều cần thiết là loại tính đảng ra khỏi môi trường giáo dục thì tự khắc giáo dục sẽ tốt lên. Cần gì phải cấp ba cái giấy phép con này nỡ ngỡ ngẩn. AFA cho biết tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành một loạt thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 yêu cầu giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tinh học. Đầu tháng 2 năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành tiếp các thông tư số 01, số 02, 03, 04 có hiệu lực ngày 20 tháng 3 năm 2021, quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập. Theo truyền thông nhà nước, từ khi có thông tư số 01, 02, 03, 04 ra đời, giáo viên cả nước phải tự bỏ tiền ra, học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với mức học phí khoảng 2,5 triệu đồng. Và đây là hình một cô giáo trên bục giảng. AFA dẫn quan điểm của giáo sư Mạc Văn Trang cho rằng, người giáo viên đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm theo mục tiêu đào tạo của nhà nước. Họ ra trường, được nhận về trường để qua thời kỳ gọi là thực tập nghề nghiệp Vậy thì hội đồng của trường đã chứng nhận họ đủ tiêu chuẩn để dạy học rồi thì không cần giấy chứng nhận nghề nghiệp gì nữa. Trước đây là chứng chỉ tinh học, chứng chỉ ngoại ngữ, giờ thì chứng chỉ nghề nghiệp, bao nhiêu là giáo viên kêu ca. Học chẳng ra cái gì cả, tập trung vài ba buổi rồi nộp tiền thi. Mỗi chứng chỉ giáo viên mất vài triệu, xong về vứt xó. Đó là điều vô lý và làm khổ giáo viên. Họ làm tất cả chỉ vì tiền. AFA cũng cho hay, tuy ông Vũ Minh Đức khẳng định là việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp đơn giản và miễn phí, nhưng theo một số giáo viên mà AFA trao đổi, việc này chắc chắn sẽ tăng thêm chi phí, nguồn lực xã hội với những thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan, gây lãng phí lớn thời gian, công sức của giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. AFA dẫn lời nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nói rằng, thật là kỳ cục, các ông cán bộ văn phòng nào đó ngồi phòng lạnh nghĩ ra những cái giấy tờ chứng chỉ hết sức quái đảng. Giáo viên đã học chuyên ngành sư phạm là họ đã đủ tư cách để đi dạy học, mà họ đã đi dạy thì họ là những thầy cô giáo. Thế mà bây giờ có kẻ nghĩ ra thầy cô giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Thế thì các ngành nghề khác cũng phải có chứng nhận hết à. Đây là điều vô lý. AFA dẫn số liệu do Bộ Giáo dục đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2023. Theo đó, con số thiếu giáo viên của cả nước là hơn 118.000 và hơn 9.000 giáo viên bỏ nghề. AFA cho biết thêm, ngày 22 tháng Giêng, nhằm mùng 1 Tết Quý Mão, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bày tỏ rằng: "Chỉ mong đội ngũ nhà giáo có sức khỏe tốt, niềm tin tiếp tục gánh vác nhiệm vụ đổi mới." tiếp tục đổi mới bản thân, phương pháp, cách thức phát huy sáng tạo của mình để có năm học mới hoàn thành tốt trách nhiệm, một năm hạnh phúc với nghề nghiệp với học trò. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên vô lý, thừa thải và lãng phí. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.